Có rất là nhiều cách để chúng ta có thể kiếm tiền với lại tiếp thị liên kết. Cơ bản thì Long sẽ chia làm hai phần: free traffic và paid traffic nha các anh chị. Hubex Global với phần mình partnership platform, nền tảng affiliate marketing thế hệ mới. Free traffic đầu tiên đó chính là chúng ta có thể kiếm tiền bằng cách là làm SEO website. Có nghĩa là mình sẽ tối ưu website của mình làm sao nó có thể xuất hiện trên cái kết quả tìm kiếm của Google ha. Ví dụ như website review này, rồi website so sánh giá này, website mã giảm giá này, website hoàn tiền này, hoặc là những website chuyên về một cái ngách nào đó. Là ví dụ như là website bán bình giữ nhiệt chẳng hạn, hoặc là website bán máy đọc sách chẳng hạn. Thì những website này đa phần đó là họ sẽ viết bài này, và làm sao để cho các bài viết nó có thể xuất hiện trên cái kết quả tìm kiếm của Google, thì sẽ có người truy cập vào bài viết, website có traffic, từ đó người ta vào đọc bài viết, click vào link tiếp thị liên kết và mua hàng hay là thực hiện các hành động nào đó, thì những người làm tiếp thị liên kết sẽ nhận được hoa hồng. Cách kiếm tiền thứ hai cũng là free traffic, đó chính là sử dụng social, trong ví dụ như Facebook này, YouTube này, TikTok này, Instagram này, thì đấy chính là những mạng xã hội. Cách làm thì nó cũng rất là đa dạng. Trong ví dụ như Facebook thì có một số bạn có thể là đi spam link trong các nhóm của Facebook chẳng hạn, nhưng mà thực sự thì cách làm này thì nó sẽ thu hút được rất là nhiều người click vào link tiếp thị liên kết, nhưng mà cái chất lượng click nó rất là thấp, cho nên là cái tỷ lệ mà ra đơn rất là thấp luôn, và Long cũng không khuyến khích các bạn làm theo cách này. Với Facebook thì Long thấy các bạn nên xây dựng những cái hội nhóm về một chủ đề nào đó và thu hút thành viên quan tâm về chủ đề đó để tham gia cái nhóm đó. Ví dụ như là xây dựng những cái nhóm mã giảm giá chẳng hạn, Long thấy là có rất là nhiều thành viên tham gia và người ta click vào link tiếp thị liên kết khi mà các bạn chia sẻ những cái mã giảm giá lên những cái hội nhóm này. Hoặc là các bạn có thể xây dựng thương hiệu cá nhân cho riêng mình. Ví dụ bạn là một người chuyên chia sẻ về quần áo chẳng hạn, hoặc là bạn là một cái KOL chuyên chia sẻ về mỹ phẩm chẳng hạn. Đấy chính là hướng đi đúng đắn mà các bạn nên theo ha. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể xây kênh YouTube này, xây kênh TikTok này, thì đấy cũng là những cái hướng đi mà Long rất là khuyến khích các bạn làm ha. Rồi, thêm một cái cách làm free traffic nữa đó chính là viết blog nha các anh chị. Thật ra viết blog này thì Long thấy nó cũng giống như cái việc mà các bạn làm SEO vậy ha. Thì chúng ta cũng sẽ viết bài review đánh giá sản phẩm gì đấy ha. Và những cái bài viết này có thể xuất hiện trên kết quả tìm kiếm. Chúng ta có thể kiếm được rất là nhiều tiền từ việc người ta đọc bài viết và click vào link mua hàng ha. Rồi, thêm một cách mà làm tiếp thị liên kết bằng free traffic nữa đó chính là dùng mail marketing nha các chị. Dùng mail marketing thì Long thấy Việt Nam không được phổ biến lắm ha, vì cái tỷ lệ mở mail của người Việt Nam của chúng ta thì tương đối là thấp. Đa phần thì chúng ta hay nhắn tin Zalo này, hoặc là nhắn tin trên Messenger các kiểu này, cho nên là cái việc mà các bạn có thể thu thập mail và sử dụng mail marketing thì nó tương đối không hiệu quả ở Việt Nam. Tuy nhiên có rất là nhiều người thành công từ cái việc xây dựng những cái phiểu bán hàng. Khi mà chúng ta tập hợp được một số lượng lớn mail thì chúng ta vẫn có thể kiếm được tiền từ xây dựng những phiểu bán hàng như thế này ha, và sử dụng những cái mail chất lượng. Ở đây Long nói là sử dụng mail marketing nha, chứ không phải là chúng ta đi spam mail nha các anh chị. Spam mail có nghĩa là chúng ta thu thập mail ở đâu đó về, sau đó chúng ta sử dụng những cái tool gửi mail và chúng ta gửi hàng loạt á. Thì cái này nó giống như các bạn đi spam trên những cái hội nhóm trên Facebook vậy đó. Có thể là sẽ có rất là nhiều người click vào link cho chúng ta hay, nhưng cái tỷ lệ ra đơn rất là thấp. Mail marketing ở đây có nghĩa là chúng ta cần phải tạo ra một cái form đăng ký để mọi người có thể đăng ký và nhận thông tin cho chúng ta về một cái sản phẩm hay dịch vụ gì đó mà người ta đăng ký vì người ta muốn nhận thông tin thật sự, họ quan tâm tới sản phẩm của chúng ta, cho nên là khi mà chúng ta gửi mail á, cái tỷ lệ mở mail nó cũng sẽ nhiều và cái tỷ lệ click vào link tiếp thị liên kết nó cũng sẽ nhiều ha. Cách làm tiếp thị liên kết mà cũng là dạng free traffic nữa đó chính là mega traffic website. Đây là những website có cái traffic rất là lớn ha, ví dụ như là dancri.com.vn này, Vietnam Express này, hoặc là diễn đàn kinh tế.vn này. Đây là những website mà có một lượng lớn truy cập ha. Họ có thể đặt những cái link tiếp thị liên kết ở trên website này. Khi có một ai đó vào đọc bài viết trên những website này và người ta click vào những cái quảng cáo trên website và mua hàng thì những website này họ sẽ nhận được hoa hồng. Ưu điểm của việc mà chúng ta làm tiếp thị liên kết theo cái hướng free traffic, chi phí mà chúng ta đầu tư nó sẽ thấp hơn. Ví dụ như là chúng ta tạo một kênh YouTube hoặc là TikTok thì chúng ta không cần phải tốn tiền quá nhiều đúng không? Tạo một website luôn đi. Thì nếu như các bạn có kinh nghiệm, chúng ta mua tên miền, mua hosting thì cũng đâu đó tầm khoảng dưới 2 triệu thì chúng ta có thể tạo ra một website và bắt đầu có thể làm SEO rồi. Chúng ta chỉ bỏ công thôi, viết bài này, học cách để làm sao để SEO website ha, SEO từ khóa lên tới Google thôi. Thêm một cái ưu điểm của free traffic nữa đó chính là độ ổn định ha, và cái lợi nhuận nó sẽ lâu dài hơn. Khi mà chúng ta có một số lượng lớn từ khóa lên tới Google chẳng hạn, hoặc là một lượng lớn data mail mà chúng ta đã thu thập rồi thì chúng ta có thể tận dụng rất là nhiều lần ha, để chúng ta có thể kiếm tiền một cách lâu dài hơn. Nhược điểm của việc chúng ta kiếm tiền với lại tiếp thị liên kết với lại free traffic đó chính là kết quả nó sẽ đến thường sẽ lâu hơn so với việc chúng ta chạy quảng cáo nha. Thêm một cái nhược điểm nữa đó chính là ở thời gian ban đầu chúng ta sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, kiến thức kinh nghiệm chúng ta cũng chưa có này, khách hàng chúng ta cũng chưa có này, cho nên là dẫn đến cái việc là chúng ta rất là lâu để tạo ra chuyển đổi, hay cho nên cái thời gian đầu tiên là cái thời gian khó khăn nhất đối với những các bạn mà mới bắt đầu kiếm tiền với lại tiếp thị liên kết mà kiếm tiền bằng free traffic ha. Cho nên nếu mà các bạn vượt qua được cái giai đoạn đầu tiên này thì trái ngọt nó sẽ đến nha. Rồi, đối với paid traffic thì sao ha? Paid traffic có nghĩa là những cái lưu lượng truy cập mà chúng ta phải trả tiền thì chúng ta mới có thể tiếp cận được. Đầu tiên đó chính là chúng ta chạy quảng cáo Google Ads ha. Trong khuôn khổ những video mà Long chia sẻ thì Long có chia sẻ về cách chạy quảng cáo Google Ads để chúng ta có thể kiếm tiền với lại tiếp thị liên kết ha. Ví dụ như bây giờ các bạn làm SEO đi,
SEO có nghĩa là chúng ta viết bài để mà nó lên top tìm kiếm Google, thì chúng ta phải mất rất là lâu để chúng ta có thể lên được cái top tìm kiếm Google. Thậm chí là chúng ta tối ưu SEO không tốt thì có thể là không xuất hiện luôn, hoặc là những từ khóa mà chúng ta làm SEO nó khó khăn quá nó không lên luôn. Thì các bạn chỉ cần bỏ tiền thôi, bỏ tiền cho Google thôi, thì các bạn có thể xuất hiện trên cái top 1 tìm kiếm của Google ha. Đó chính là chúng ta chạy quảng cáo Google Ads nha các anh chị. Khi mà chạy quảng cáo Google Ads thì lợi thế là chúng ta sẽ lên top rất là nhanh này, và chúng ta thu hút được cái lượt click rất là nhanh này. Thậm chí là các bạn có thể ngắm đối tượng luôn, ví dụ như các bạn muốn chạy ở tỉnh thành nào chẳng hạn, rồi chạy với ngôn ngữ gì chẳng hạn, cho nên là các bạn có thể kiếm tiền với lại tích liên kết ở nước ngoài luôn ha, rất là tiện lợi đối với Google Ads. Google Ads là Long nghĩ là một trong những kênh chạy quảng cáo để kiếm tiền tích liên kết rất là hiệu quả, và Long rất là khuyến khích các bạn chạy quảng cáo Google Ads ha. Cái tiếp đó chính là Facebook Ads. Chắc có lẽ là khi mà nghĩ tới chạy quảng cáo thì mọi người sẽ hay hình dung tới hai cái hình thức quảng cáo này, Google Ads và Facebook Ads ha. Facebook Ads ở đây thì Long nói luôn cả Instagram ha. Tại vì là Facebook với Instagram, khi mà các bạn chạy quảng cáo, các bạn có thể lựa chọn cái việc mà chạy quảng cáo trên Instagram hay không đó. Khi mà chúng ta chạy quảng cáo Facebook thì chúng ta sẽ tiếp cận khách hàng rất là nhanh ha, và thậm chí là các bạn có thể ngắm đối tượng theo sở thích luôn. Facebook thì nó sẽ gợi ý khách hàng xem quảng cáo ha. Còn Google là người ta sẽ search một cái từ khóa nào đó xuất hiện ở quảng cáo chúng ta, thì cái tỷ lệ click trên Google nó sẽ thấp hơn so với Facebook ha, nhưng mà cái chất lượng của Google thì nó sẽ cao hơn. Cái tiếp đó chính là native ad nha các anh chị. Native ad là gì? Native ad các bạn có thể thấy một số cái quảng cáo mà ở trên những website lớn á, ví dụ như là Dân Trí nè, hoặc Vietnam Express nè. Các bạn nhìn thấy những quảng cáo đó, thậm chí là các bạn không biết nó là quảng cáo luôn. Các bạn nhìn nó giống như là một cái bài viết trên Dân Trí hoặc là trên Vietnam Express vậy. Cho nên là những bạn mà chạy quảng cáo á, hay gọi quảng cáo này là quảng cáo tự nhiên. Tự nhiên nhìn nó giống như là một bài viết trên Dân Trí vậy. Rồi thêm một cái quảng cáo mà nổi lên gần đây nữa, đó chính là chạy quảng cáo bằng TikTok ad ha. Thì có nghĩa là chúng ta có thể làm một video quảng cáo và chúng ta có thể chạy quảng cáo trên TikTok ha. Ưu điểm của việc mà chúng ta kiếm tiền tích liên kết với việc chạy quảng cáo đó chính là rất là nhanh để mà chúng ta có thể tiếp cận được với lại khách hàng ha. Chỉ cần bỏ tiền ra là chúng ta có thể tiếp cận được khách hàng rồi. Thêm cái ưu điểm nữa đó chính là cái gì? Chúng ta có thể tùy chỉnh được những cái đối tượng mà chúng ta muốn tiếp cận khi chúng ta chạy quảng cáo ha. Ví dụ như là chạy quảng cáo Google Ads đi, chúng ta có thể chọn quốc gia để chúng ta có thể chạy nè, rồi chọn tỉnh thành để chúng ta chạy nè. Chạy quảng cáo Facebook thì chúng ta có thể ngắm đối tượng theo một sở thích chẳng hạn. Thêm một cái ưu điểm của việc chúng ta chạy quảng cáo nữa đó chính là chúng ta có thể scale up rất dễ ha. Kiểu như là chúng ta đã có một cái công thức thành công rồi, khi mà chạy quảng cáo rồi, chúng ta có thể tăng cái ngân sách quảng cáo lên ha, để giúp cho chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn trong việc là kiếm tiền với lại tích thì liên kết bằng cách là chạy quảng cáo ha. Rồi nhược điểm của việc mà chúng ta chạy quảng cáo đó chính là có thể chúng ta sẽ bị lỗ nếu như mà chúng ta quản lý cái quảng cáo chúng ta không tốt, hoặc là tối ưu quảng cáo không tốt. Đấy là cái vấn đề lớn nhất mà cái việc mà chúng ta chạy quảng cáo để kiếm tiền tích thì liên kết ha. Tại vì có thể là những cái chiến dịch tích thì liên kết mà chúng ta lựa chọn hoa hồng nó quá thấp đi, và khi mà chúng ta trừ đi cái chi phí chúng ta chạy quảng cáo với hoa hồng chúng ta nhận lại thì chúng ta không có lãi anh chị. Thì các anh chị lưu ý trong cái việc là quản lý vốn thì chúng ta chạy quảng cáo nha. Như vậy thì hai cái cách kiếm tiền tích thì liên kết này thì sẽ phù hợp cho ai? Đối với free traffic thì nó sẽ phù hợp đối với những người mới này, và những bạn ít vốn ha thì các bạn có thể kiếm tiền bằng cái hình thức là free traffic này. Còn paid traffic thì phù hợp với ai? Thì nó ngược lại thôi, nó sẽ phù hợp cho những bạn mà mong muốn là nhanh tạo ra chuyển đổi ha, và phù hợp cho những bạn sẵn sàng chi tiền để chúng ta có thể tạo ra được những chuyển đổi đầu tiên trong việc làm tích thì liên kết ha. Tuy nhiên thì các bạn cần phải nắm vững cái kỹ năng chạy quảng cáo ha, kỹ năng mà quản lý vốn ha, nếu không thì chúng ta rất là dễ mất vốn khi chúng ta làm tích thì liên kết với lại việc chạy quảng cáo nha. Không biết là các anh chị và các bạn chúng ta đang kiếm tiền với lại tích thì liên kết với cái hình thức nào đấy, thì các bạn hãy để lại bình luận cho Long được biết nha. Rồi rất là mong là các anh chị và các bạn chúng ta hãy theo dõi kênh YouTube Bermac Academy ha. Long sẽ tiếp tục chia sẻ những cái thông tin hữu ích về việc kiếm tiền với lại tích thì liên kết nha. Hãy tham gia nhóm Facebook cộng đồng Affiliate Marketing Việt Nam để các bạn có thể nhận thêm nhiều thông tin khác về tích thị liên kết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Tăng trưởng lợi nhuận cùng Bermac ngay hôm nay.